Xin chào các bạn. Đây là chiếc Hyundai i10 phiên bản mới 2021. Thì xe thì mới về mình ngày hôm qua. Như phải dự kiến là đến ngày mùng 8 này bên hãng mới chính thức ra mắt. Thì hôm nay mình sẽ quay trộm trước cho mọi người xem nhá. Đây, sáng nay thì mình đến sớm mình nhìn qua thì thật sự là trước đây thì mình cũng xem rất nhiều trên các kênh của như xe hay các thứ các anh ấy đã review trước rồi. Thì đây là phiên bản L-Line. Thì đây là phiên bản vẫn vậy thôi, phiên bản cao nhất của dòng hatchback 1.2 AT. Đây, như mọi người thấy phần đầu này, phần đầu cái lưới tải nhiệt thì nó, mình cảm giác nó hơi giống cái phiên bản sedan, i10 sedan trước ấy. Nó cũng lưới tải nhiệt kiểu như này, chứ không dạng kiểu tổ ong hay thác nước như phiên bản cũ nữa. Ở đây là cái đèn nét định vị ban ngày này, đó, hai bên này nhá. Cái viền này thì được sơn một cái màu đen bóng mọi người ạ. Đây, vậy, đèn bóng này, đó. Đèn thì vẫn là công nghệ bi, à không, xin lỗi mọi người, vẫn là công nghệ đèn cũ rồi, một đèn sợi đốt rồi. Phân khúc hạng A này thì hiếm có xe nào chơi còn bi lắm, bi xenon hoặc là đèn nét lắm. Đây, phía dưới này thì có dạng thấu kính này, đèn sương mù này. Đó. Đấy, mọi người thấy phần đầu đây nè. Đây, qua phần na răng đi. Đấy, phần đầu này có thay đổi nhá. Dập lock cabo này. Đây, sang đến phần bên thân xe. Thân xe thì lốp vẫn là lốp R16 thôi, mâm R16 17560 R15 xin lỗi mọi người nhá. 75 inch. Không có cảm biến áp suất lốp. Con này có một cái cải lùi, đó là đối với phiên bản cũ thì cái phanh đằng sau này là phanh đĩa, như là trên phiên bản mới này thì hãng lại hạ xuống là phanh đăng trống. Thật ra thì mới cái phân khúc nhỏ này thì phanh đĩa phanh đăng trống thì nó chênh nhau không quá nhiều đâu, về cái độ thẩm mỹ thôi. Cái tay nắm này thì mình thấy là nó to hơn này, cảm giác cầm nó to hơn. Được mạ chrome nhá, nút bấm này. Đó. Chìa thì vẫn là chìa mẫu cũ thôi, vẫn là chìa mẫu cũ. Đứng đấy nó sẽ bị lóa em phải không? Đây. Sang đằng sau này. Sau cái chữ logo Grand i10 này nó đóng đây nhìn cảm giác nó hơi thô mọi người nhỉ. Cả biến lùi này. Cam lùi này. À, cái dấu cốp này, cái cốp này nó này, dấu xuống dưới này mọi người. Đó, đóng cốp dấu xuống này. Đây, mọi người xem cái lốp dự phòng này. Lốp dự phòng thì là la răng sắt nhá. Đó. Hôm nay còn trang bị thêm một cái lưới răng đồ này. Lưới răng đồ này mọi người chằng ở đây để cố định những cái hành lý nó dễ xê dịch ấy. Xem có gì mới, ngoại hình thì thay đổi hoàn toàn rồi, khác hẳn luôn. Đó, con này vẫn là anten dâu. Trên phiên bản sedan thì nó là anten vây cắm mập mọi người nhá. Đấy. Máy vẫn là máy 1.2 thôi. Đèn phanh trên cao này. Đèn này. Đèn thì công nghệ đèn thường thôi, nó thiết kế lại so với bản kia. Ra cá nhân mình thấy cái bản kia nó có gì đó nó vẫn hài hòa hơn, đẹp hơn. Đây. Đây trên đuôi cửa sau nó có một cái phần thiết kế logo Grand i10 ở đây. Mình cảm giác là xe năm nay cái chiều cao nó được cải thiện lên hay sao á. Thôi mọi người xem qua bên trong nhá. Đây, bên trong thì ghế thì năm nay là ghế da. Ghế da đây mọi người ơi. Cái chất liệu da này thì mình thấy nó gọi là tạm được thôi. Đây, phần phím điều khiển cửa này. Để mình thử lại cái này nhá. Hỏng rồi. Năm nay làm cái này hơi dở hơi này. Trên phiên bản i10 mẫu mới có một cái hơi dở hơi mọi người ơi. Đó là bấm khóa mà nó không tự động, nó gập gương. Phiên bản cũ là nó gập gương nhá. Không hiểu mấy ông Hyundai thiết kế kiểu gì đây. Gập gương lại chuyển vào đây. Đó. Đây là nút khóa xuống kính này. Ok, chỉnh mặt gương. Đây, vào bên trong nội thất xem.
Nội thất thì một màu đen xì hết nhá mọi người nhá. Để lỗ start top. Điều hòa là cơ hết. Năm nay màn hình nó đưa lên trên như này mọi người ạ. Cá nhân mình thật sự là mình vẫn chưa thấy ưng được cái mẫu mới này đâu. Nhìn nó hơi có gì đó nó hơi rối mắt mọi người ạ. À năm nay có thêm cái cruise control này, ga tự động này. Không biết trên bản sedan có không, chắc bản sedan cũng có. Đây, động cơ thì vẫn vậy thôi. Đây mọi người nhìn qua những cái họa tiết này, này. Làm giả kiểu 3D này. Hai túi khí nhá, xe này vẫn hai túi khí này. Rồi.